thì cũng có chén rượu chén trà, rồi nói chung là cũng nóng tính, rồi nói chung không kiềm chế được, thì nói chung là chuyện gia đình. Thì em cũng biết cái lỗi của em rồi, lên đây nhờ anh Hải và đội hiệp sĩ với cộng đồng mạng thương mà hứa với vợ luôn là từ đây tới chết luôn không có đánh vợ cái nào nữa. Đánh vợ tình cảm sức mẻ thì mới làm gì. Mà vợ giờ nói sao cũng cho là đúng, tại vì vợ là ở mình buôn năm mà. Vợ là nóc nha. Đây, cái câu chuyện ở trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh trai phải nói là gì vì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nhiều chuyện rất nhỏ nhưng mà có thể là hai bên đều không kiềm chế được, để cuối cùng là người vợ phải nói là suy nghĩ cũng chưa được thấu đáo đã quyết định bỏ chồng và bỏ những người con của mình để đi. Phải nói đến giờ phút này thì phải nói những cái câu chuyện thực sự là rất đau lòng, rất đáng tiếc xảy ra. Dạ xin phép anh có thể anh giới thiệu rõ là cái câu chuyện hôm nay anh về Bình Dương để tìm vợ của mình, ôm theo hai người con, một bé năm nay chắc cũng ngoài 10 tuổi, một bé trai rất nhỏ. Dạ 6 tuổi. Vậy là anh cho em hỏi là anh hiện nay quê quán anh ở đâu? Dạ quê quán ở thành phố Cần Thơ, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Rồi, vậy là mình về Bình Dương này từ khi nào đây anh? Dạ mới đi từ 4 giờ sáng á. Từ 4 giờ sáng? Dạ. Hôm nay là anh đi anh có kỳ vọng là được tìm được vợ của mình không? Dạ cũng mong bằng hết sức của anh em nhờ cộng đồng mạng, hết sức của bên đội hiệp sĩ của anh Hải. Dạ. Nhờ cái số lượng đông giúp đỡ giùm. Dạ em xin phép anh, anh có thể anh giới thiệu là vợ anh họ tên là gì và năm nay bao nhiêu tuổi anh? Dạ vợ tôi tên Quỳnh Thị Hồng Phượng, sinh năm 1983. Dạ quý họ. Quê ở Quảng Nam. Dạ. Mà đã nhập khẩu về tôi là 20 năm nay rồi. Thì anh có thể chia sẻ cái câu chuyện mà vợ anh cùng với anh sống cùng. Vợ chồng tôi thì cũng sống cũng hạnh phúc, thì trong suốt nhiều năm qua thì cũng có những cái trở ngại, thì cũng có sóng gió nhưng đã vượt qua hết. Nhưng mà lần này thì tôi cũng phản lời thề, tôi có chặt ngón tay, tôi ở ngoài Quảng Nam tôi hứa không đánh vợ, nhưng mà tôi phản lời thề tôi nên vợ tôi nên nó mới bỏ đi. Thì tôi có chặt một ngón tay này là cách đây cũng 10 năm rồi. Trời ơi. Đánh vợ riết một chát vậy chứ bị nổi. Bây giờ tôi xin trước đây tôi cũng xin lỗi là tôi phản cái lời thề tôi. Hay nữa là tôi mong vợ con hiểu là tôi cũng có chén rượu chén trà. Anh với nhiều cái áp lực để tôi làm nên thành ra là tôi mới có cái hành động như vậy. Tôi xin khắc phục từ đây tới cái ngày tôi nhắm mắt luôn, tôi không có làm tổn thương vợ tôi nữa. Vì hai đứa con, vì tương lai của nó. Chứ nếu mà thôi ra thì cũng không tốt đẹp gì. Con tôi thì ở với mẹ ghẻ, thì vợ tôi thì cũng kiếm người khác thôi. Nhưng tôi không muốn cái chuyện đó xảy ra nữa. Tôi đã đổ vỡ rồi. Tôi mong muốn là vợ tôi nó hiểu được tất cả những lời tôi nói và nguyện vọng của hai đứa con. Xin cảm ơn anh em và đội hiệp sĩ, tất cả những cộng đồng mạng chia sẻ giùm. Những lời tôi nói bằng từ trái tim tôi là mong vợ nghe được những lời này, quay về để là chăm lo cho hai đứa nhỏ, cho có tương lai, cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Anh có thể nói là vợ anh đi lâu chưa anh? Từ ngày 25 tháng 11 năm 2022. Dạ. Tức là ngày 2 tháng 10 âm lịch 2022. Dạ. Đến giờ phút này vợ anh đi cũng hơn một tháng trôi qua rồi. Vợ anh trước khi đi là có đem theo tài sản gì đi không anh? Có một số nữ trang và cũng một số tiền. Dạ, một số nữ trang. Vợ anh có đem theo xe hay điện thoại đi không? Không, có điện thoại thôi. Có xe nhưng mà trong khi tôi đánh vợ tôi thì đi ra ngoài công an đó thì nhờ người khác chạy xe về gửi lại cho tôi là vợ tôi với mình không thôi, không có đem theo quần áo gì cả, tư trang gì cả, chỉ có nữ trang đeo trên người và số tiền ở trong bóp đó. Hôm bữa anh đánh vợ anh này anh phải nói thật là anh đánh có đau không? Có, tôi súng tay nặng. Nói chung là tôi lựa vùng mặt tôi đánh không ạ. Thực sự lúc ấy rất nóng giận. Đúng rồi, nó nhiều áp lực với công việc rồi. Nói chung là tôi uống cũng quá chén nên. Hôm bữa anh có say không? Hôm đó thì nói chung là sự nóng giận lên là coi như là không kiềm chế được bản thân thôi.
Thế còn say thì uống rượu thì ai cũng say hết, nhưng mà tôi không kiềm chế. Hôm đó là tôi rất là, tôi nói thiệt, tôi muốn nói thật, gặp một đối thủ là tôi muốn ăn gan uống quyết luôn á. Tất nhiên là tôi không kiềm chế, tôi nói tôi không phải là tôi nữa, tôi là hình như là tôi là một con thú á. Thật sự lúc này rất nóng giận. Tôi nhận được người tôi là tôi không kiềm chế được, tôi như một con thú, nếu mà ai gây sự trong đó tôi nhai đầu luôn á. Đó là tôi không biết là còn tôi nữa hay không. Đó là nên tôi quá đáng với vợ tôi. Đến giờ phút này là anh 10 năm mà tôi chặt ngón tay, suốt 10 năm rồi tôi không có đánh vợ tôi mà nay tôi xuống tay quá nặng. Nó cũng ức chế trong lòng nhiều thứ rồi thành ra là nó mới xảy ra. Thì tôi cũng có cái hồ sơ đen ở ủy ban xã, công an cũng lưu lại cái hồ sơ tôi rồi, nên mong rằng là vợ nghe được những lời này. Không phải là ở địa phương tôi là binh vực cho tôi, nhưng mà ta xử theo pháp luật. Nếu mà hành vi tôi mà xảy ra một trường hợp nữa thì tôi sẽ đi ăn cơm hộp. Mong là vợ nghe những lời chân thành của tôi hiện tại thì tha thứ cho tôi, quay về lo cho con. Bây giờ thì anh đã nhận được những cái điều mình làm như vậy là sai đối với vợ. Đúng không ạ? Hối hận đúng không? Vì sai, mắc rất sai lầm, thế cho nên là vì vậy hôm nay là thực sự là cũng không ai mong muốn là vì mình đánh đập vợ để vợ bỏ đi, đến giờ phút này anh phải ôm theo các con của anh đi tìm vợ như thế này. Là thực sự là không ai mong muốn điều đó xảy ra. Dạ bây giờ thì anh sai thì sai rồi. Anh có điều nào anh xin lỗi thẳng thắn trên video này để cho vợ anh xem, mà có thể là vợ anh thấu hiểu và thương anh, và có thể là vợ anh tiếp tục quay trở về sống với anh để nuôi các con anh. Cảm ơn anh đã hỏi câu này. Tôi rất mong vợ tôi nghe những lời từ trái tim tôi. 20 năm đã yêu nhau và gắn bó với nhau, đã có hai mặt con. Tôi thành thật xin lỗi vợ một lời chân thành nhất. Và tôi hứa từ đây tới ngày tôi mất nhắm mắt, tôi không có làm tổn thương vợ tôi một lần nào nữa. Đây là một lần cuối cùng trong đời tôi. Vì tương lai của con, xin bỏ qua cho anh em ơi. Về với con, về với con lo cho nó học hành tới nơi tới chốn. Mong rằng là lời tôi bằng tất cả chân thành lời cuối cùng của tôi. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Hy vọng là chị gái xem được video này thì hãy thực sự là hãy tha thứ cho chồng của mình trong những ngày tháng vừa qua. Và nên bây giờ này anh cũng rất hối hận rồi, ôm theo hai người con, hai bé phải nói rất xinh, rất trắng trẻo, rất ngoan. Bây giờ thì chỉ rất đáng tiếc là thiếu tình thương của mẹ. Ai bây giờ bỏ vợ bỏ chồng cũng đều lấy được vợ hoặc chồng khác, nhưng quan trọng nhất là những đứa con của mình bây giờ rất cần cái tình thương của cha của mẹ. Hy vọng là chị đang ở đâu, có thể chị không, rất khó có thể là trả lời hoặc rất khó có thể quay về, thì có thể chị hãy báo tin cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Mai Hạnh Bình Dương, các anh em đây có cách để giúp chị để quay về đoàn tụ cùng gia đình. Hoặc nếu cô chú anh chị trên cộng đồng mạng mà phát hiện được chị gái đang ở đâu, có thể liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Mai Hạnh Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để các anh em tìm cách để khuyên nhân chị quay trở về. Thực sự là một người cha đang ôm con trong lòng, trong vòng tay, người con thơ dại bây giờ chưa hiểu đêm chuyện nào gì. Nó ngồi vậy, nó mẹ đâu rồi, nó quên, nó kiếm. Tôi xót xa, tôi chỉ tìm cái gì ở trong điện thoại, chỉ chờ một tin nhắn của vợ thôi. Mà không có. Rồi các anh em này cố gắng để giúp anh tìm lại vợ, cũng như tìm lại mẹ cho các một con. Một tháng mấy tôi xuống 3 cái gửi thôi. Tôi nghĩ cái nỗi xót xa của vợ tôi cũng đã đánh đổi rồi. Mong vợ tôi nhìn những cái lời lẽ này tha thứ cho tôi lần cuối cùng, để tôi sửa sai, để tôi bù đắp lại những cái lỗi lầm của tôi với vợ con tôi. Dạ, em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh. Dạ, bé gái, bé cho chú hỏi, con họ tên là gì? Nguyễn Huỳnh Diễm Ngọc. Con năm nay mấy tuổi đây con? 14 tuổi. Con còn học không? Còn học. Trong thời gian vừa rồi ba mẹ gây chuyện, gây lộn với nhau ấy, ba con nóng giận, có đánh mẹ, con có biết không? Không. Bây giờ con ba thì cũng sai rồi, lỡ đánh mẹ bây giờ mẹ bỏ đi rồi, ba cũng đã xin lỗi với mẹ rồi, thì các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đều biết hết rồi.
con có sẵn sàng tha thứ cho ba con không? Con mong muốn nhất điều gì hôm nay? Con mong mẹ trở về. Con có thương mẹ nhiều không? Dạ. Con nói làm sao để cho mẹ quay về đi. Mẹ ơi, mẹ trở về. Con mong mẹ trở về để nuôi em con. Em với con. Mẹ con đi lâu chưa? Dạ, bao nhiêu ngày rồi con nhớ không? Dạ, hơn tháng. Mẹ con có điện thoại về nhà không? Không điện thoại về nhà luôn hả? Con có biết mẹ đi thông tin đi đâu không? Con hỏi thăm nhà bà ngoại chưa? Chưa. Về tìm những gia đình bên ngoại á, xem mẹ có về đó không? Thời gian trước đây á, thời gian trước đây ba mẹ có cãi lộn nhau không? Có nhiều không? Nhưng mà không có đánh nha. Bây giờ chắc mới đánh mẹ, ba mới đánh mẹ đúng không? Con có hy vọng hôm nay về đây đổi nhờ đổi hiệp sĩ với Thành Bình Dương. Tôi đi uống cà phê à. Tôi biết tính tôi nóng khó dằn rồi, sợ tôi xảy ra tôi lỡ tay rồi tôi bỏ tôi đi uống cà phê. Rồi hết giận nó mới gì à. Chứ lần này tôi không biết gì mà tôi điên lên. Rồi, con cố gắng học giỏi nha. Ít bữa này là mẹ con sẽ về. Các chú đội hiệp sĩ với Thành Bình Dương sẽ cố gắng để tìm được mẹ cho con để con quay trở về để cùng nuôi dạy con với các em con nhé. Nói đây, mẹ ơi, về với con này tha thứ cho cha đi. Nói đi con. Mẹ ơi, về với Đen, nói đi, làm mẹ nghe đó. Mẹ cho chú hỏi con tên là gì con? Tên gì? Con tên gì nhỉ? Nguyễn Đức Trường. Nguyễn gì? Nguyễn Đức Trường ha. Đức Lương. Nguyễn Đức Lương ha. Con mấy tuổi rồi? 6 tuổi con đi học chưa? Học lớp mấy rồi con? Lớp 1 ha. Con có ngoan không? Ngoan. Con có mong mẹ về với con không? Con nói đi, nói làm sao để cho mẹ về. Con thương mẹ không? Có. Thương lắm làm sao? Mẹ ơi, cha dạy đó. Mẹ ơi, mẹ ơi về với Đen, với cha, với mẹ, với hai. Giỏi nè, mấy chú nè đang quay nè. Nói đi con, nói con thương mẹ không? Mẹ con có thương mẹ không? Thương không con? Thương mẹ không? Thương ha, nói to cho mẹ về. Nói to lên, giờ con nghĩ gì con nói đó đi, nói cho mấy chú nghe. Nói to cho mẹ về. Cha dạy đó, nói đi con. Nói cứ... Thôi nhỏ quá nè. Nói sợ. Thôi bé nghe, nhỏ quá, nhỏ, bé sợ. Không có suy nghĩ được. Nó nói cũng đi, thương, nó rất đắc mắt. Mẹ ơi, cha với con đi mẹ ơi. Thương. Con. Mẹ quá. Ôi thương quá. Miếu rồi, bé cũng khóc rồi, không nói là lời. Thôi được rồi. Thôi các anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ đăng tải lên các trang mạng xã hội. Hy vọng là vợ của anh, chị gái xem được video này, hãy thông cảm và hãy tha thứ, bỏ qua cho chồng mình quay trở về để đoàn tụ cùng gia đình, cũng như nuôi dạy các con của mình. Cái này rất cần cái tình thương của cha của mẹ. Thôi cuối video này em xin phép là cả thay mặt đội hiệp sĩ Thành Bình Dương xin gửi lời chúc đến anh cũng như toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe. Hy vọng là thay mặt cảm ơn các Hải nguyên cả đội hiệp sĩ mình luôn có sức khỏe để làm nhiều cái việc nghề hiệp hơn nữa để giúp cho đời, cho tất cả những cuộc đời bất hạnh. Em xin cảm ơn. Dạ, dạ em xin hết ạ. Dạ chúc anh và cùng với gia đình thành dạ. công ha. Dạ xin chào anh, chào dạ. các bé rồi.